vì nàng nói chi tiền nhân. Việt Nam vua vì nam trái tim từ ai, vì tổ quốc tay thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoại xâm trừ phường hải dân bè lũ vô nhân. Việt Nam vô vì nam hy sinh xa thân, Việt Nam vô vì nam hy trung thần tiên, vì nội dung tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng như gương dù đầu lê tân dù hình hải tang quyết không từ nam. Đây dòng máu thiêng 4000 năm bất khuất kiên cường, đây dòng máu thiêng việc võ sinh hiến dâng tổ quốc, đây hồ nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường cách mạng tâm thân. Vô vi nam ngựa thiêng lạc hồng sáng ngời bốn phương, vô vi nam tỏa chiếu hào quang. Nói chi tiền nhân, Việt Nam vô vì nam trái tim từ ai, vì tổ quốc tay thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoại xâm trừ phường hải dân bè lũ vô nhân. Việt Nam vô vì nam hy sinh xa thân, Việt Nam vô vì nam hiếu trung thần tiên, vì nội dung tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu thế thân dù hình hải tang quyết không từ nam. Đây dòng máu thiêng 4000 năm bất khuất kiên cường, đây dòng máu thiêng việc võ sinh hiến dâng tổ quốc, đây hồ nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường cách mạng tâm thân. Vô vi nam lửa thiêng lạc hồng